Hôm nay tôi dẫn các bạn tiết mục thêm trực tiếp hoa bướm. Nếu mà các bạn sẽ làm đầy hoa tự nhiên, hoa hồng luôn. Tất cả các bạn như là thời trang búp bê này, thời trang búp bê này. Hoa bướm. Hôm nay đây tôi lấy trực tiếp cho các bạn nào. Ta đều làm khuôn hoa đều giống như màn hoa. Đấy, ta bảo khuôn hai cánh đều chung một số. Từ điểm tâm này đến điểm này phải đối thẳng nhé. Chúng ta lấy ở bên tay trái một tâm.
luôn. Năm phút ta có một chiếc bóng kia. Đây là đèn ngủ. Tất cả ở đây là thể trang của UV. Để khi các bạn thích để trong này, thích làm đưa vào trong hộp cũng được. Đây là một chiếc đèn ngủ. Hôm nay tôi chỉ làm cho các bạn để đề tài. Đây là làm một món.